càng vàng nữa nhá, còn càng hơi nó còn nhiều nữa. Ui cái vụ gì phía trước kìa các bạn ơi, hình như có tai nạn gì phía trước hay gì, hai xe đụng nhau hay sao ấy, sao vậy ta, vụ gì nữa như ta, không phải nhắm lên mình coi tình hình như thế nào. À chỗ này cái đường đang sửa các bạn ơi, và hai xe nó chạy không xe nào nhường xe nào hết, bây giờ gọi là gặp tai nạn luôn rồi. Bây giờ làm sao để qua được đây, hay là nó kẹt như vậy là làm sao mình chở khách về Buôn Mê Thuột được đây ta, chắc mình phải đi đường khác quá. Đây chỗ này nó có một cái đường nhỏ đó các bạn, ok bây giờ mình sẽ chở khách đi qua cái đường này luôn, chứ mà tình hình này là không thể nào mà qua được rồi. Rồi ok qua luôn đó, đó các bạn, nó cũng còn cái đường nè. Xin lỗi mấy chú công nhân nha, cho qua xíu nha. Rồi rồi từ từ, cũng hơi khó qua lắm đó các bạn. Rồi ok rồi, nó kẹt xe ở đây à, không hiểu nổi luôn. Ok và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trải nghiệm xe khách giường nằm. Ngày hôm nay thì mình với các bạn sẽ đến với một cái nhà xe mới. Thì đây là cái nhà xe Kim Anh. Đó, nhà xe Kim Anh Limousine các bạn. Đấy, xịn sò chưa? Đó. Thì cái nhà xe này mình sẽ chạy cái tuyến từ Đà Nẵng về lại Buôn Ma Thuột Đắk Lắk các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình đã đến được Gia Lai rồi, Gia Lai Pleiku ấy. Đó, hiện tại thì mình đang ở bến xe Đức Long ở Gia Lai ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái chuyến hành trình từ cái bến xe Đức Long Gia Lai Pleiku về lại là Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk nha các bạn. Ok, hiện tại gọi là đang mùa dịch như thế này, không biết về Đắk Lắk có sao không nữa. Nhưng mà mình với các bạn sẽ cùng nhau về nhá. Ui, coi chừng thắng gấp được các kiểu. Đây là số điện thoại của nhà xe Kim Anh nè. Còn đây là cái biển số 47B02777. Hình như là 47 này, hình như là biển số của Đắk Lắk hay sao ấy các bạn. Đó, xịn sò chưa. Số điện thoại các kiểu. Ừ, sao lại Hyundai 2019 là sao? Xe mình đang chạy Thaco mà. Ok thì đây là con ui sao trời, cái cửa nó bị lỗi cái chữ nè các bạn. Thôi kệ đi các bạn, coi như là không có lỗi đi, các bạn tạm bỏ qua nhá. Thì đây là cái con xe Thaco Mobi Home đời 2019 nha các bạn. Đó, đây là một cái phòng nè. Các bạn vào trong xe là các bạn nghe được cái tiếng mưa nó dột ở trên nóc đó các bạn. Còn ra ngoài thì nó không nghe tiếng mưa dột nóc. Đó. À, ở ngoài thì nghe tiếng mưa, hạt mưa, còn vô xe là nghe tiếng mưa mà rơi trên nóc luôn các bạn. Xịn sò không? Đấy. Mưa game càng ngày nó sẽ càng rất là thật các bạn. Đó. Đây là phòng các bạn, các phòng. Đây là tôi nè. Ok, thôi chắc không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình lên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đề máy lên cái đã. Hiện tại bữa nay mưa quá mưa luôn. Vào mùa mưa rồi nên là chạy xe ngay mấy cái dịp này là mưa lắm mưa luôn các bạn. Rồi đề máy lên nè. Đóng cửa, đóng cốp lại, đóng cốp lên nè. Rồi đóng cửa lên xe ơi. Ok. Đây đóng cửa lại nó mới hợp lý nè các bạn. Hồi nãy nó bị lỗi cái logo với lại cái tên Kim Anh kính chào quý khách đấy. Nó bị dính. Bây giờ nó mới đúng nè. Ok. Rồi bật gạt mưa lên coi. À, gạt mưa nè. À. Ok. Chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình lên nha các bạn. Xe đã được đề máy lên rồi. Mở máy lạnh không mọi người ơi. Hiện tại thời tiết cũng đang mát cái rượi nè, tôi mở 18 độ cho lạnh cúm luôn. Nói chứ ai có lạnh thì lấy mền ở dưới cái ghế nha, tôi có để mền ấy. Ok, bây giờ mình sẽ rời khỏi bến xe Đức Long nè. Let's go. Rồi, nhà xe Kim Anh xuất bến nha. Ui, skin này đẹp thật sự luôn ấy các bạn. Đây là cổng ga nè các bạn. Ui, có cái logo của ai đẹp quá kìa. Rồi, Nguyễn Quý Gamer làng nào vậy trời. Các bạn nhớ tìm kênh YouTube của Nguyễn Quý Gamer đó mà. Ấn like với lại là đăng ký cho kênh đó nha. Đây là cổng ga nè các bạn. Cổng
ga nè. Rồi chạy ga luôn. Tiếp tục bây giờ mình sẽ nhan bên bên phải nè. Rồi ok. Rồi ga luôn. Ủa, cái đường hẹp dữ vậy ta. Cái đường hẹp phải cả trưởng luôn. Cái đường ga bến xe hẹp phải nồi luôn các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta lại trời đất ơi, sao nó có cái dốc ở đây vậy? Ừ, nó có cái dốc ở đây nữa nè, mấy không? Xuống quất vô cái mỏ xe tôi cứ muốn chết vậy. Ê ê ê, ôi giời ơi, tôi mới ra rồi tôi phải lừa tai nạn hết trơn vậy. Sau khi bắt tài nhá, rồi chạy đi. Rồi ok, không sao cả, rồi chúng ta tiếp tục nè. Coi có xe mà này, mắc cái cây này không xem được nữa chứ. Rồi, mình sẽ ghé bên trái luôn. Rồi, mọi người lại tiếp tục được nghe Bolero vào trời mưa các kiểu đó nha, hợp lý vậy trường. Gặp bên trái, và rồi rẽ trái. Đó, có chị Google xịn sọ thật sự không các bạn? Chị Google sẽ dẫn đường cho chúng ta đi. Rẽ trái. Rồi, bây giờ mình sẽ ghé trái nha. Đây, chúng ta ra tiếp tục cái quốc lộ, hình như là cái này là quốc lộ 14B. Và chúng ta sẽ đi trên cái quốc lộ này để về Buôn Ma Thuột. À, hiện tại mình đang còn trong hình như là thành phố của Pleiku hay sao ấy. Thành phố bên đây mưa rồi với lại dịch các kiểu rồi các bạn. Dịch bệnh này nọ rồi. Nên là hiện tại là cũng ít ít người ra ngoài đường lắm. Có mình ra đi chở khách thôi. Ui bên này có chiếc xe gọi là cái máy làm nông nghiệp rồi các bạn. Máy cắt lúa rồi các kiểu ấy, xịn sò quá à. À quên, xe mình cũng gần hết xăng rồi nè. Hiện tại mình tìm cái xăng rồi để đổ nha. Cái xăng đó thì hiện tại nó nằm bên đường rồi. Mình mới tìm cái xăng nào khác để đổ thôi các bạn. Tại đi ghé đậu xăng bạn thôi, đi giữa đường hết xăng á, chắc toan luôn các bạn. Cho khách loại bộ đi về luôn ấy chứ sao chở được nữa. Đường quá đẹp luôn các bạn, đường Pleiku quá đẹp luôn. Ơ, phải có cái bụng binh nữa nè. Ừ, bắt tài ơi. Rồi bắt tài đó à. Rồi bắt tài đó đi cùng hướng với mình các bạn ơi. Bắt tài đó là chạy xe đầu kéo mà chở thêm là 6 chiếc xe nữa các bạn. Quá xịn sò. Mình sẽ mà gặp mưa nhanh hơn một tí nha. Mày nó có nhanh quá không ta, nhìn nó có chóng mặt quá không? Có nhiều bạn là em xem gọi là mấy cái clip lái xe của anh, em chỉ thích xem mấy cái gạt mưa thôi. Đấy, các bạn cứ bảo mình kêu chạy gạt mưa các kiểu. Ở đây là trạm thu phí Đức Long nha các bạn. Ok, thế thì mình vào trạm thu phí thôi. Đây, mình sẽ đi cái làng này nha. Rồi, ok, sắp tới thì nó hết chưa ngay. Sắp tới tí nữa. Rồi ok, thanh toán. Rồi được qua trạm thu phí rồi đấy. Đi tiếp tục thôi các bạn ơi. Cái này nó nhanh quá, nhìn chóng mặt quá, mình mở cái này thôi. Lâu lâu gặt cái đi cho nó đỡ chóng mặt. Gặt nhiều quá hồi cũng chóng mặt lắm mấy các bạn. Không phải đơn giản đâu. Rồi chúng ta vừa qua cái trạm thu phí Đức Long rồi các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi về con tâm thôi. Ui, ở đây là cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nè các bạn. Nó ở đây có công phượng đồ các kiểu đấy. Học viện bóng đá nè. Đó, mình chỉ đi ngang thôi chứ mình không có dịp ghé. Các bạn muốn mình ghé thì các bạn comment ở dưới nha. Quá mưa luôn. Mình cũng phải chịu đó chứ biết sao bây giờ. Em ơi, thời gian gần cuối, nào được bao nhiêu mà
lớn thế nhỉ? Càng lớn phải cả nồi. Bóp từ xa cả. Bóp từ xa nó cũng lớn đó các bạn. Hay là kẹo vàng nữa nhé, còn kẹo hơi nó còn nhiều nữa. Ui, cái vụ gì phía trước rồi các bạn ơi? Hình như có tai nạn gì phía trước hay gì? Hai xe đụng nhau hay sao ấy? Sao vậy ta? Vụ gì nữa vậy ta? Không phải nhắm lên mình coi tình hình như thế nào. À, chỗ này cái đường đang sửa các bạn ơi, và hai xe nó chạy không xe nào nhường xe nào hết. Bây giờ gọi là gặp tai nạn luôn rồi. Bây giờ làm sao để qua được đây? Hai xe nó kẹt như vậy là làm sao mình chở khách về Buôn Ma Thuột được đây ta? Chắc mình phải đi đường khác quá. Đây, chỗ này nó có một cái đường nhỏ đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chở khách đi qua cái đường này luôn. Chứ mà tình hình này là không thể nào mà qua được rồi. Rồi, ok, qua luôn. Đó. Đó, trong này nó cũng còn cái đường nè. Xin lỗi mấy chú công nhân nha, cho qua xíu nha. Rồi, từ. Cũng hơi khó qua lắm đó các bạn. Rồi, ok. Rồi, đó chỉ kẹt xe ở đây à. Không hiểu nổi luôn. Ok. Ôi, sao đứng game bà nó luôn rồi. Ok. Chạy qua luôn nha. Đang kẹt xe bên này quá đông luôn các bạn ơi. Lại đứng thế rồi. Ok. Chỉ có đường này mới qua được thôi các bạn. Nó rất kẹt xe rồi, hai xe nó tai nạn nhau với nhau rồi. Hình như nó đi cùng chiều luôn ấy mà không biết sao nó đụng nhau được luôn các bạn. Hai chiếc xe nó đi cùng chiều luôn ấy mà không biết sao nó đụng nhau được luôn. Hay thật sự chứ. Rồi ok, tiếp tục nha. Lòng gì kẻ trắng tay thôi xin xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời riêng tôi duyên kiếp luôn dở dàng nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Chúng ta đến đâu anh ạ? Đây là thị trấn Chu Xe các bạn. Như thị trấn Chu Xe này nó vẫn còn thuộc địa phận của Gia Lai nhá. Chúng ta chưa về được đến địa phận của Đắk Lắk đâu. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời. Mưa quá mưa luôn. Có cái bảng chỉ dẫn nè. Ui, quẹo trái là về Phú Yên luôn nè. Đi thẳng là về Đắk Lắk. Quẹo trái này là về Phú Yên nè các bạn. Đó. Các bạn không muốn về Phú Yên thì các bạn sẽ chạy thẳng luôn để về Đắk Lắk. Để mình vượt qua xe này luôn. Rồi ok, qua được rồi. Ồ, được có một cái dốc. Cái dốc đã quá nè các bạn. Đó, giờ đổ dốc xuống nè. Đường ở vùng Tây Nguyên là nó như vậy đó các bạn. Rồi vượt này luôn. Xe bồn phía trước luôn nha. Từ đây coi có xe ngược chiều không nè. Rồi không có xe ngược chiều thì tranh thủ vượt luôn. Ui, đây là xe chở xe bồn của công ty Petrolimex các bạn. Đó, xăng dầu Petrolimex ấy. Ui, nhắc xăng dầu mới nhớ nãy giờ chưa đi đổ xăng được nữa. Bây giờ nó chạy không quên đi đổ xăng nữa các bạn. Rồi, quả mặt này luôn. Cái lane này hiện tại đang là lane nét liền nha các bạn. Nên là chúng ta không vượt được cái lane này.
À, chúng ta đến thị trấn Nhân Hòa nè. Tới nhưng còn đến Buôn Hồ với nữa, rồi mới về tới Buôn Mê Thuột sao ấy. Chiều nay dừng chân quán bên sông mưa tầm tã, chợt nghe bài ca miên man. Đoạn này thì vào huyện các bạn, nó có cái len ở phía giữa đó các bạn thấy không, nó có cái con lương ấy, và phân chia làng đường, nó phân chia hai bên ấy. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận người. Luôn đổi thay. Quỳ lại một cái cua nữa nè. Sao lại bị phạt bóng đỏ? Có xe công an phía sau mình à? Không có đâu. Đoạn này không thấy nhà luôn ta. Ui, nó có một cái cây gì giữa đường nữa nè. Cái cây gì mà để giữa đường nữa nè. À, không phải cái cây không mà nguyên một cái cục đá luôn, nguyên một cái cục đá bự tảng chà bố luôn nè. Để giữa đường làm hại là cái đường phải chia cắt ra hai bên các bạn. Không hiểu quá luôn. Trên dòng đá tôi tình cờ quen. À, ở đây nó có một cái xăng nè. Ok, có chỗ đổ xăng thì các bạn ơi, ghé vào thôi. Ui, chỗ này sao nhiều xe khách đổ quá vậy? Ok, mình cũng ghé vào đổ luôn. Tính toán lại lộ trình. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ ghé để đổ luôn nha. Ôi, sao tôi đậu sát cây xăng nha, sẽ ghé hành tứ. Rồi, ok, tắt máy. Đầy bình luôn. Đầy bình cho chắc các bạn. Rồi, lên xe trả tiền, lên xe ơi. Rồi, để máy đi tiếp các bạn. Bằng con tim một người yêu em. Ok, rồi lên xe trả tiền nữa các bạn. Rồi, mình sẽ nhanh ra ngoài nha. Rồi, tiếp tục thôi. Cuộc đời vẫn ta chuẩn bị đến cái trạm thu phí gì nữa đây. Đó là trạm thu phí cầu 110. Ui, có xe chụp ảnh sát phía trước nữa kìa. Tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau. Đừng nói đuôi cho cảnh sát luôn được không? Ok. Thanh toán. Rồi, đi qua thôi. Chỗ này như là đang xây dựng cái cầu gì nữa các bạn. Nè, cái này đang xây dựng một cái cầu gì nữa hả? Cầu 110 gì đấy. Ua, cái cầu bự thế nhờ. Công trình đang thi công các bạn ơi. Ui, mình về tới địa phận Đắk Lắk rồi nè. Chúng ta vẫn tiếp tục chạy về Buôn Mê Thuột thôi. Chúng ta đã về được đến địa phận Đắk Lắk rồi. Quá mưa rồi, mưa cả buổi trời mình chạy thế mà còn chưa hết mưa nữa. Mưa kiểu nó mưa đâu mà các bạn nhìn không? Mưa nó không có lớn nhưng mà kiểu nó dai phải cả trưởng. Đây tới đâu vậy? À tới thị xã Buôn Hồ rồi nè các bạn. Vậy là về gần tới Buôn Mê Thuột rồi. Đấy, mọi người chuẩn bị tư trang hành lý các kiểu để chúng ta chuẩn bị xuống xe nha mọi người ơi. Lay quay sắp tới rồi. Tôi nhớ em nhiều. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quên nhau. Ui, đông xe thế. Em
mùa dịch này người ta vận chuyển hàng nhiều quá à. Quá trời xe tải luôn cả, container các kiểu. Rồi phía trước mình có một cái đèn đỏ. À mình vừa tới cái đèn xanh luôn nè. Xịn sò thật sự. Ok mình sẽ đi chạy qua cái thị xã Buôn Hồ này các bạn. Và chúng ta thẳng một phát về lại Buôn Mê Thuột luôn. Nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe nỗi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi. Nghe trái tim chỗ này không vượt được các bạn ơi. Lại lần bò sáo đứt thằng này luôn. Nó được đây. Nguyên cái đoạn này nó là len nét liền hết nè các bạn thấy không. Nên là không biết cách nào để vượt qua nó luôn ấy. Nó chạy cà chậm hoài. Hay bây giờ chạm thu phí gì nữa rồi nè. Chạm thu phí Quang Đức hay Quảng Đức gì đó các bạn. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa em. Thôi về đi. Về đi. Về đi kẻo người ta chờ. Cho nó chạy trước đi các bạn. Rồi ok. Kia một chiếc xe hoa. Nãy giờ là qua như là ba trạm thu phí rồi đây. Nhiều vải chủ. Một đóa hoa như đón như mời. Em về đi. Em về đi. Mừng ngày vui quý. Còn này không có nhà không ta. Cô đang sửa đường nữa nè. Mưa mà mấy chú công nhân dặn sửa đường các kiểu làm thấy cực khổ không? Mắt trong lệ rơi rồi xa suốt đời. Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa. Đường sắt giao thông mới chạy qua đó các bạn. Theo lên xe ta. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào Buôn Mê Thuột rồi đấy. Đây có len nét đứt rồi nè. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa em. Thôi về đi. Xin qua luôn bác tài. Ôi rồi ôi. Sẽ cả buổi trời giờ mới có dịp qua mặt nó đấy. Ok. Chúng ta đã đến được thành phố Buôn Mê Thuột rồi nhá. Thuộc Đắk Lắk. Cái đoạn mình đang chạy là quốc lộ 14B đấy. Ok bây giờ mình sẽ vào bến xe Buôn Mê Thuột luôn. Giờ đây là hai len đường rồi đấy. Bên này nó sẽ có một cái xưởng sản xuất bia Sài Gòn này các bạn. Đó, bự không? To vãi cả trường. Ông nào ở Đắk Lắk hay Buôn Mê Thuột là sẽ biết cái chỗ đó. Đường tránh bây giờ mình sẽ chạy thẳng vô thành phố Buôn Mê Thuột luôn nhá. Rồi các bạn muốn về Sài Gòn tiếp tục thì các bạn sẽ rẽ phải đường này nè. Đó, để về tiếp tục Sài Gòn. Còn bây giờ mình về bến xe nên mình sẽ chạy thẳng vô trung tâm của Buôn Mê Thuột luôn. Đâu? Bến xe đâu? Đây! Bến xe đây các bạn ơi! Bến xe liên tỉnh của Đắk Lắk. Rồi, nhanh vào nhá. Ok! Ơ, tao rất thoải mái rồi. Ui! Rồi, vào bến xe của Buôn Mê Thuột Đắk Lắk thôi các bạn ơi! Ui, không biết có kiểm dịch đồ các kiểu không nữa. Ui, có chú bảo vệ xịn sò thế! Chào chú bảo vệ nhá! Rồi, vào trong luôn! Có chú bảo vệ dẫn đường kìa các bạn! Ngon lành không? Rồi bây giờ mình sẽ lựa một cái chỗ nào trống trống để mình cho xe vào nha. Thôi về đi. Về đi. Quá đông xe luôn các bạn về ơi đi. Còn gì. Đây bên này nó có cái máy để che mưa nè. Mình sẽ
cho khách xuống bên này luôn để mình lượt cái lỗ nào. Xinh xò đây, còn một cái lỗ nè. Ok, xem vào lỗ này luôn. Ai biết đâu ngờ em về đi, anh mừng em. Rồi, ok. Rồi, tới nơi rồi nha mọi người ơi. Mở cửa ra thôi, mở cửa mở cốp và đi lấy đồ. Rồi, ok, tắt máy thế nào. Nó bị lỗi cái này nè các bạn thấy không. Rồi, ok. Như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa hoàn thành xong được một cái chuyến hành trình. Đó là vận chuyển hành khách từ tận trên Gia Lai về lại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk xong. Đó, bằng cái chiếc xe của nhà xe Kim Anh Limousine này xong. Đó, và nếu các bạn nào thấy video của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha. Và các bạn nào muốn mình chạy tiếp nhà xe nào nữa thì cứ comment cái nhà xe đó ở phía dưới cho mình biết. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.